Và các bác đang thấy ở đây là cái sản phẩm cám chòe của Cám Chim Đất Việt. Mình làm hạt nhỏ vừa phải để các bạn có thể là sử dụng phù hợp với chòe than và chòe lửa. Ngoài ra anh em nào sử dụng chòe đất tiểu mi hoặc sơn ca thì đều có thể là sử dụng rất là tốt nha các bác. Đấy. Thì đây là một số cái đơn cám mi chòe màu để gửi cho anh em toàn quốc mới đóng gói xong, thì xin cũng xin chia sẻ cùng với tất cả các anh em. Như anh Hùng mi chòe của Bình Dương này, anh em Quảng Trị này, rồi anh em của Bắc Giang, anh em Nam Định, vân vân. Anh em anh Sình của Tuyên Quang lấy mấy ký luôn. Vừa rồi cũng là tặng cho anh thêm 1 ký, 2 ký do anh đạt giải nhất và giải 3 trong cái đợt đấu 20 tháng 11 vừa rồi. Đây là của anh em gần mang tới nhà này. Đây, một số anh em của Hải Phòng này, Đồng Tháp này, Sơn La, một số anh em đây, một số anh em của phía bên này của Hà Nội vân vân. Đó. Thì khi mà đóng gói xong ấy thì cái sản phẩm cám chòe của bên mình thành các gói như thế này, 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà luôn các bác. Và đây là địa chỉ và số điện thoại của nhà mình, thì các bạn gọi trực tiếp giúp mình nhé. Đó. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video. Chào tất cả các anh em.